Em nhận được mấy cuộc gọi của quý vị bảo là tìm cho anh một con Joji nhá. Joji, đấy, dòng Joji của Nhật này. Đấy. Quý vị biết rồi đấy anh nhá. Còn nó con này thì có chế độ là 70 độ này, 80 độ, 90 độ và 98 độ nhá. Đấy, có bơm để các thứ ra nhá. Đấy. Nói chung bình bình thủy nào nó cũng giống như bình thủy nào. Ok, đây, mời quý vị xem ngoại hình của nó nhá. Đấy. Đấy. Nói chung là cũng ok. Đấy. Có vài tí bụi về quý vị lau chùi đi nhá, đánh bóng đi. Là đẹp. Đấy. Đấy, đây nhá. Đấy. Nói chung là bình ok. Đấy. Bình cũ bình bãi thì nhìn này là ok rồi quý vị ạ. Đấy. Đây nhá. Đấy, bên trong này thì nó bị hơi bị cái kiểu như là cái một chút xíu cái màng 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 bám ở cái vách nhá. Đấy. Về quý vị lau chùi đi nhá. Đấy. Đấy, đây này. Đấy, ok nhá. Rồi, bây giờ quan trọng nhất là vẫn là cho nước vào và để đun xem nó có sủi không nhá. Đó, nó đây. Con này của nó là 2 lít 2 nhá, 2 lít 2 quý vị nhá. 2 lít 2 sử dụng rất thuận tiện. Vâng. Sử dụng rất thuận tiện luôn nhá. Đấy, con này đây. Con này của nó sản xuất năm 2019 này. Mới đây thôi. Đấy. Đây này, năm 2019 này. Đấy. Mới đây thôi và con này của nó công suất của nó lên tới tận 905W nhá quý vị về dùng nhá. Quý vị về dùng đổi nguồn như này nhá là phải làm đổi nguồn trên 1000 AV nhá. Đấy, VA nhá. Đấy. Đây là em đang dùng con này con 1500 VA này đấy. Đấy chứ không phải quý vị dùng cái mấy cái con 300 VA các thứ đâu nhá. Đây là 905W kia nhá. Đấy, bây giờ em bắt đầu bấm nhá. Bấm để cho nó à, lựa chọn nhá. Bây giờ cắm điện nhá. Rồi. Ok, lên điện rồi đây. Giờ lựa chọn nhá. Đây là 98 độ này. Đấy, 90 này. 80 này. 70 này. Đấy, rồi ok, 98 độ nhá. Đấy. Đây là nút kiểu nút bơm này, đấy. Đây nhá, nút bơm nhá. Đây nút bơm. Em trong quá trình chờ đợi thì em bơm thử nhá. Đấy. Em bơm thử ra. Bơm thử ra. Quý vị chờ tí em có điện thoại khách tí. Ok nhá. Đấy, em vừa mới nhận cuộc gọi khách thì bình nước đã sủi rồi. Đấy, đây. Ok, đây, đây. Nước sủi lăn tăn rồi nhá. Đấy, đấy, nó đã sủi rồi và ấy rồi nhá. Đấy, chúng ta chưa kịp nhìn thấy cái mức nước nó sủi. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái mức nước nó sủi sẽ nhà. Rồi, đấy. Mình cho vào thêm đấy để mình xem cái sủi đó. Vâng, em đang có khách vừa mới đặt hàng và anh ấy bảo chờ anh tí anh chuyển khoản luôn nên là anh ấy bấm anh ấy chuyển khoản luôn này. Đấy. Ok nhá. Đấy, đây. Nhiệt độ đang là 70 độ C. Đấy.
Ok, bây giờ xem đến bao nhiêu độ rồi? 90 độ rồi, chúng ta sắp sửa sủi rồi nhá. Đấy. Bây giờ mở ra xem ạ. Wow, nóng rồi, 90 độ rồi. Đấy, nên khoảng tầm 95 độ là 96 độ là bắt đầu sủi. Wow, nghe có vẻ là chuẩn bị sủi rồi. 95 độ nhá, 95 độ là bắt đầu bốc hơi đây rồi. Đấy, xung quanh các thứ là ok hết nhá. Đấy, đun đấy, bốc hơi lên này. Đấy. Bây giờ. Đấy, đấy, bây giờ chúng ta mới xem sủi. Quá đỉnh luôn. Riêng cái gì chứ Zoji sủi thì hơi bị ác liệt. Bởi vì công suất lên tới tận 95W nhá. 95W. Vâng, con này cũng khá là ok luôn. Con này thì em xin được rút dây ra nhé. Đấy, cho quý vị xem nó sủi thôi. Đấy. Con này 2 lít 2. Con này 2 lít 2 em bán của nó là 650.000 nhá. 650.000 dòng Zoji này nhá. Vâng, dòng Zoji này hơi bị đỉnh luôn. Đấy. Hàng đầu luôn rồi, không phải suy nghĩ luôn. Các dòng khác thì thậm chí kể cả Tiger các thứ là cũng phải chạy rẽ đất luôn. Đấy. Đấy. Tiger nó chỉ khoảng tầm hình như công suất kiểu 700W thôi. Con này lên tới 900W. Đun sủi rồi nhiệt độ 4 nhiệt độ nhá. Đấy. Tầm ba la thì gặp em này thì cũng phải tắt điện. Đấy, cũng phải xác định luôn. Đấy. Ok nhá. Quý vị nào lấy con này thì alo cho em nhá. Đấy, dòng 2 lít 2 để rất là tiện, đun rất vừa phải. Đấy, một là khi đổ nước vào là nó có khả năng một công suất cao, sủi nó nhanh hơn và cái mình sử dụng nó cũng tiện dụng hơn nhá. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Đấy, dòng của này của nó là em đọc lại công suất nhé. Năm 2019 này, công suất 900 này, 5W, điện 100V nhé. Dạ vâng, em xin được kết thúc video tại đây nhé. Vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.